khi vào bảng test đôi loa JBL L820, đôi này có mức giá 7,9 triệu. Em là Tuấn xin thông báo là đôi loa kép có công suất kia bán rồi nhé, à, đôi tannoy này bán rồi và đôi đờn nông phía sau thì thông báo luôn cho các bác, bởi vì là đây ngày hôm nay cứ test đến đôi nào. À, tất cả những mặt hàng của em Tuấn ở đây, bác nào có nhu cầu thì chụp ảnh lại đây, bác chụp ảnh lại xong khoanh dấu hỏi đôi này em sẽ gửi bản test cho. Mặt hàng của em ở đây tất cả đợt này hàng lô này toàn là hàng đấu giá về bác nhé, không có hàng bãi, đẹp xuất sắc luôn. À, đôi này 7,9 triệu, con này thiếu e căng, mời các bác vào bản test luôn. Dòng này các bác đánh với lúc man hoặc là mara cứ tập phê luôn, mời các bác. Em Tuấn đang đánh với con Lâm Ly có 680k thôi. Thank you.